5 điều khiến Đoan Trang trở nên khác biệt. Nhà dân chủ Phạm Đoan Trang cho đến nay vẫn là gương mặt đáng chú ý nhất của giới dân chủ cực đoan Việt Nam. Sở hữu một thân hình hạt mít và đôi mắt ốc nhồi lúc nào cũng sẵn sàng xìa sói vào mọi xó xỉnh. Đoan Trang nổi bật trong lúc lon ton tham gia không ít các sự kiện biểu tình, đòi người, gặp gỡ đại sứ quán, gặp gỡ tổ chức chính trị nước ngoài, các sự kiện của phe cờ vàng. Đoan Trang, đúng như Phạm Lê Vương Các đã phong tặng, người phụ nữ của năm trong giới hoạt động dân chủ, bởi vì hiếm thấy có nữ dân chủ nào có ngoại hình chim rơi cá nổi như cô. Thế nhưng, điều thật sự làm nên tính cách Đoan Trang, phong cách Đoan Trang lại không phải ngoại hình, mà là phẩm chất tự tin đáng ngưỡng mộ của cô ta. Chính nhờ sự tự tin ấy, Đoan Trang đã đủ dũng khí để tạo ra 5 điều khác biệt. 1. Chat sex. Đây là hoạt động táo bạo nhất của Đoan Trang. Lòng tự tin đáng ngưỡng mộ đã giúp cô vượt qua mặc cảm về thân hình hạt mít của mình, cũng như vấn đề đạo đức truyền thống để sẵn sàng thực hiện những cuộc chat sex xuyên màn đêm, xuyên lục địa. Thậm chí, Đoan Trang còn ngang nhiên thừa nhận và mồm năm miệng 10 cho rằng đó là giây phút ngây thơ thời tuổi trẻ lãng mạn của cô. Kêu gọi cộng đồng mạng đồng cảm với clip sex của cô nếu chúng được tung lên mạng. 2. Một nhà dân chủ phản dân chủ. Mặc dù là nhà dân chủ, tức là hướng tới thúc đẩy tính dân chủ ở xã hội Việt Nam, nhưng Đoan Trang lại luôn có các hành vi đi ngược lại với các giá trị dân chủ. Đoan Trang đã kêu gọi không ít các nhà báo, nhà dân chủ phản đối Việt Nam gia nhập TPP, một cơ hội để Việt Nam mở cửa hơn, dân chủ hơn và phát triển hơn. Thậm chí, ngay trong vấn đề cư xử trong giới dân chủ Việt Nam, Đoan Trang luôn tỏ ra độc tài, muốn thao túng các nhóm khác về dưới trướng mình, nói xấu nhằm hạ uy tín các thủ lĩnh dân chủ khác để mình độc bá. Năm 2015, Đoan Trang cố gắng thâu tóm giới dân chủ bằng một hiệp ước có tên Hiến chương 2015. Hiến chương này như một thỏa thuận ngầm rằng hãy về phe của Đoan Trang sẽ bảo vệ các bạn. 3. Biến biểu tình thành một thứ mốt. Đoan Trang quả nhiên không hổ danh là một sinh viên ngoại thương và một nhà báo thời đại mới. Cô ta luôn biết tạo mốt. Trên thực tế, cô ta đã biến biểu tình trở thành mốt ở Việt Nam. Cô ta tổ chức truyền thông cho các cuộc biểu tình y hệt như các hoạt động trẻ trâu của giới trẻ như cầm chảo chạy quanh bờ hồ. Mỗi khi truyền thông cho các cuộc biểu tình, cô luôn chen vào đó những lời ca ngợi biểu tình ở Ả Rập, Ukraine, Hồng Kông. Đó là một ẩn ý với cộng đồng mạng, biểu tình nhà người ta như thế, biểu tình nhà mình thì sao? 4. Nghệ sĩ nửa mùa. Một lần nữa, sự tự tin đáng ngưỡng mộ khiến Đoan Trang dũng cảm ôm đàn và ông ổng hát tra tấn tinh thần người nghe, dù cho cô ta không biết gì về âm nhạc. Để xóa đi các danh tiếng xấu do chất sách, phản dân chủ, Đoan Trang đang cố tô vẽ bản thân thành một nhà dân chủ lãng mạn. Cô ta không còn đấu tranh vì quyền con người hay vì yêu nước nữa, mà đấu tranh để những giọng hát và tiếng đàn kinh khủng như cô ta cũng có vị trí cao trong nền âm nhạc và giải trí Việt Nam. 5. Bình dân hóa chính trị. Cuốn sách có tên Chính trị bình dân của Đoan Trang được xuất bản trên Amazon là biểu hiện cho xu hướng này. Bằng cuốn sách này, Đoan Trang đã hạ thấp vấn đề chính trị vốn chỉ có thể được hiểu bởi những người có học thức thành một thứ nôm na, tầm phào mà bất cứ kẻ ít học nào cũng có thể lải nhải được. Nguy hiểm hơn, Đoan Trang cung cấp công cụ chửi bới cho những kẻ bạo lực cực đoan rốt nát để chống lại những người có khả năng mang lại ổn định xã hội và giúp xã hội phát triển hơn. Xu hướng chính trị bình dân của Đoan Trang chẳng khác nào trao súng vào tay khủng bố. Với 5 điều khác biệt trên, Đoan Trang thực sự là một nhà dân chủ độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Cô hoàn toàn xứng đáng là một người phụ nữ tiêu biểu của giới dân chủ mà chị em hoạt động đấu tranh lề trái nào cũng nên học tập, ngưỡng mộ và noi gương. Nhưng chị em nào muốn học theo chị Đoan Trang, hãy nhớ đừng bao giờ giỏi hơn chị ấy, nếu không bạn sẽ trở thành kẻ thù của chị ấy.